Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Không nên tùy tiện hiện thần thông. Tôn giả Maha Mục Kiền Liên là chỉ có thần thông đệ nhất, nhưng Đức Thế Tôn đã nhiều lần cảnh cáo ông không được tùy tiện biểu hiện thần thông. Tại sao? Bởi vì không phải ai ai cũng có thần thông. Nếu quý vị hiện thần thông một cách bừa bãi sẽ làm cho người thế tục kinh sợ, rồi khiến họ mê thích thần thông, sùng bái thần thông. Thế thì người có thần thông sẽ được cúng dường lớn, còn người không có thần thông chắc là chẳng ai muốn cúng dường. Bởi vậy, Đức Phật mới không cho đệ tử tùy tiện hiện thần thông, với dụng ý là bảo hộ người tu hành đời sau này. Người tu hành không nên tự khoe khoang về đức hạnh, như nói là mình đã khai ngộ, mình là tổ sư hay là Bồ Tát. Đó là đại vọng ngữ. Tương lai chết đi sẽ đọa địa ngục bạc thiệt cắt lưỡi. Đây tuyệt hẳn không phải là những lời hí luận giỡn chơi. Chỉ những hạng người vô tri vô thức mới có thứ hành vi tự mãn như thế. Ví như người nào đó thật sự giàu có, họ tuyệt đối sẽ không nói với người khác rằng: "Các anh có biết không, tôi có bấy nhiêu hộp xoàn, bấy nhiêu ngọc quý nè. Tất cả tài sản bảo vật của toàn thế giới, nếu so ra cũng không nhiều bằng của tôi đâu." Nếu quý vị tuyên truyền như thế, tức là làm mục tiêu cho bọn trộm cướp. Chúng nhất định sẽ chú ý đến quý vị và tìm cách cướp đoạt châu báu đó. Tu đạo cũng tương tự như thế, không nên nói với người khác rằng: "Tôi có thần thông, tôi có thể nghe Phật và Bồ Tát nói chuyện, tôi có thể thấy Phật, Bồ Tát hiện ra trước mặt." Hoặc giả có như thế, tức là tạo cơ hội cho Ma Vương thừa dịp nhập vào và hợp tác với quý vị, chỉ huy quý vị để làm quyến thuộc của nó. Bất luận gặp cảnh giới nào, người tu hành cũng nên nhận rõ cảnh giới, chớ để cảnh giới xoay chuyển và nên dùng định lực để chuyển cảnh giới. Không nên hồ đồ, nói năng bừa bãi là mình chứng được thần thông gì, thấy được cảnh giới chi. Quý vị nên hiểu đó là do ma tác quái, nó khiến quý vị mất đạo tâm mà phát cuồng. Đó chính là hiện tượng bị tẩu quả nhập ma, chứ không phải là cảnh giới thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ về 50 loại ấm ma. Tôi hy vọng mọi người nên triệt để nghiên cứu thấu đáo để khỏi bị nhầm lẫn, nếu không thì sau này có hối hận cũng không kịp. Người tham thiền không nên chấp vào cảnh giới, gọi là Phật đến thì chém Phật, ma đến thì chém ma. Bất luận ai đến, mình cũng chém hết. Đó là không chấp tất cả các pháp hữu vi, không chấp tất cả các hình tướng. Người tu hành nên chuyên cần nhất tâm dụng công. Nếu được vậy, thì còn thời gian đâu để lo những chuyện tào lao. Hơn nữa, cũng không nên cống cao ngã mạn, mà cũng đừng tham danh tham lợi. Nếu như quý vị có thứ tư tưởng và hành vi như thế, tức quý vị bị rơi vào cảnh giới của ma rồi. Người tu hành dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không nên tự mãn, không được kiêu ngạo, hoặc nghĩ mình là nổi bật, phi thường. Hãy cẩn thận, không nên sai lầm về nhân quả, nếu không chúng ta không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào. Người tu hành chủ yếu là tu giới thanh tịnh, tức là ba nghiệp thân, khẩu, ý đều nên thanh tịnh. Người có thần thông tuyệt đối không được nói là mình có thần thông. Hà huống mình vốn không có thần thông mà nói bừa nói láo, há đó không phải là tạo nhân để đọa địa ngục sao? Điều đó quả thật là đáng sợ. Ai mà khẩu nghiệp không thanh tịnh thì chịu tội cắt lưỡi ở địa ngục. Vậy chúng ta chớ nên liều lĩnh, thời khắc nào cũng phải tự quản chế mình, không nên buông thả hay nói năng bừa bãi. Nếu chúng ta trồng nhân không thanh tịnh, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp quả không thanh tịnh. Giảng ngày 6 tháng 6 năm 1981. Ha ha ha, 问什么的说